Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trà mộc. Thì đây mình sẽ có là trà ô long, hồng trà và lục trà. Thì trà ô long mình sẽ cho 40g. Còn nếu các bạn mà làm bằng hồng trà để làm trà mộc thì các bạn cho 60g. Còn nếu các bạn dùng lục trà để làm trà mộc thì các bạn cho 40g. Thì còn đối với định lượng nước thì các bạn cho 1500ml nước. Rồi ở đây tôi sẽ làm là trà ô long ha, rồi 40g. Rồi các bạn sẽ đổ trực tiếp vào bình ủ trà luôn. Rồi, mình sẽ cho 1500ml nước sôi. Rồi, sau đó mình sẽ đầy lát trà, mình ủ trà lại nha các bạn. Rồi, mình sẽ ủ độ khoảng trong 15 phút à. Rồi, còn nếu các bạn mà nấu hồng trà thì cũng y chang như vậy. Nhưng mà hồng trà là mình sẽ dùng 60g, nhưng nước chỉ 1500ml nước. Còn nếu các bạn dùng lục trà thì các bạn chỉ dùng 40g mà thôi, thì nước chỉ 1500ml nước. Tất cả đều ủ trong vòng 15 phút đồng hồ. Rồi, sau khi chúng ta đủ trà trong vòng 15 phút rồi, mình sẽ lấy xác trà ra ngoài. Rồi sau đó mình để nắp lại để mình giữ nhiệt độ nha các bạn. Rồi còn đây tôi cũng đã làm xong luôn là trà đen hay gọi là hồng trà. Đây là lục trà. Rồi phần nấu trà mộc tới đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo.